Hoàng Uyên và kênh Đất Web Radio xin kính chào quý khán thính giả thân thương. Hạnh phúc không ở đâu xa, chỉ cần thấu hiểu đối phương thì nó đã nằm gọn trong tay của ta rồi. Đó là một câu văn rất là hay trong tập truyện mới nhất của nhà văn Lê Nguyệt đem đến cho quý khán giả ngày hôm nay có tựa đề Đường Đông chỉ có hai người. Mời quý khán thính giả cùng lắng nghe. Bị ba Bình và Út Đạt lấy cái nón lá lót đít ngồi bẹp ở dưới mé lộ. Chẳng qua là chị ba đi chợ gặp Út Đạt đang làm cỏ ở dưới vòng nên ngừng lại nhiều chuyện chơi vậy mà. Út Đạt là em ruột của ba Bình nên là em chồng của chị ba. Út Đạt có chồng khá giả và được cha mẹ chồng cho ở riêng sớm. Miếng vòng đang trồng bí đao chanh á là sở hữu của vợ chồng chị. Chị ba hai tay ôm đầu gối nhìn ở xa xa, chắc lưỡi. Thiệt, xấu mình luôn đó cô Út. Riết rồi đi chợ, không có biết mua món gì ăn hết trơn. Út Đạt cười khì khì. Trời đất ơi, chợ bán mênh mông mà không có thứ gì cho chị mua hả? Vậy chứ anh cô cán ăn như quỷ. Cô là em ảnh thì rành quá xá rồi đó. Cá cha không ăn, cá trề, cá lóc, cá rô thì chay tanh. Thịt heo thì không ăn nạc, toàn ăn sườn. Mà sườn á, phải mỡ nhiều mới chịu. Ta nói hổm đi xét nghiệm tổng quát, gan nhiễm mỡ, mỡ máu tùm lum mà không có tởn. Rau thì nấu canh nó hoặc xào, chứ không có chịu ăn sống hay luộc nữa chứ. Cô Út cười ngất. Không biết bây giờ còn không, chứ hồi đó má chửi ổng hoài cái vụ để tấp mỡ đầy nhóc vô cái tô cơm rồi chan nước mắm ăn nữa đó chị. Sao không? Ăn bất nhân vậy mà khoái lắm. Ổng nói sống có cái ăn mà không có cho ăn, chừng nữa bệnh ăn không có được rồi theo năn nỉ. Út Đạt tiện tay nhổ mấy bụi cỏ gần đó cười khoe. Ông xã nhà em được cái dễ nuôi, giống gì ăn cũng thấy ngon hết trọi. Mà thằng Tường em của ảnh cũng vậy đó, khi nó phụ mần vụ cơm nước ha với ủi à. Chị ba xoay người lại nhiều chuyện. Rồi thằng Tường cũng bộn tuổi à, mà sao không vợ con gì hết vậy Út? Ai biết đâu nó, cha má hối hoài mà có nghe nó nói để ý con nào đâu. Xóm dưới có con bé cũng xem tuổi của nó, hai đứa mần chung hoài chứ gì. Bà con cặp đôi dữ thần, cha má cũng ưng chỗ đó, mà hãy nói tới là nó ngạt ngang à, biết sao giờ. Chị ba nghi ngờ. Có khi nào nó bị bóng không? Út Đạt cười lớn. Bóng bà nội tôi chứ bóng. Nó nói chuyện tiếng như sấm vang, chứ cái ẻo lả đâu mà bóng chị ơi. Nghe hồi nhỏ nó có cặp bồ với con nhỏ nào đó bên nhà gái thúc cưới, mà hồi đó chồng tôi chưa có vợ, nó đâu có dám vượt mô, nên cái con kia nó có chồng. Từ đó không có quen ai nữa. Thỉnh thoảng nó nói với anh, không biết giỡn hay thiệt nữa, là tôi ế là do anh đó. Cha đắp cái mô cao mị nên tôi vượt qua không có được. Để con bồ nó có chồng hắc mẹ rồi, cưới ai nữa mà cưới. Chồng tôi nói, mẹ bà, bộ trên đời có mình con đó là gái ha. Nó cũng đâu có thương mày thiệt tình. Nếu thương thiệt tình á thì chờ mày vài năm, bộ mọc mộng hay gì. Út Đạt cười rần rần. Hai anh em của ổng hả, sáp lại nói chuyện như gay gì đó, nhưng mà nghe mắc cười gần chết. Chị ba gật đầu. Thằng Tường á không có tài tiếng gì, sống với hai bác cũng hiếu thảo. Con gái sớm mình á không có nhận ra, nên cỡ nó có chồng hết cha nó rồi. Giờ chỉ mong gái sớm khác thôi. Thì con bé đó, cái con nhỏ bé, nghe nói nó cũng khó trành mâu à nha. Tuổi trên 30 mà chưa hề có mảnh tình dắt dai luôn á. Sao chị biết? Tại nó giấu kín thôi. Trời, sớm bằng cái bụng tay, có chuyện gì á họ đồn rùm, giấu được ai. Út Đạt cười, nó lảng qua chuyện khác. Chú Tường nhà tôi á, người ta đàng hoàng, ăn nói đâu ra đó. Tại chú chưa có gặp duyên thôi. Chứ cái xóm này á, có cha nội dậu, con cũng năm thịnh đó. Cha nội đó bằng tuổi với anh ba, gia cảnh cũng y chang vậy. Một chị một em gái. Anh ba có ba đứa con rồi mà cha ế mọc mộng. 50 tuổi chết ở gì nữa. Chị ba gật đầu. Tôi thấy
Cái ông đó như hũ hèm, suốt ngày đi sành sạch ở ngoài lộ, dở như khúc chòi, ăn nói thì như heo hạch. Út Đạt cười lăn ra. Trời ơi, chị nói còn người ta muốn bỏ đi luôn. Chứ gì nữa, hễ thấy cá xề xề lại nhà là anh ba kiếm chuyện đi chỗ khác liền. Út Đạt khèo khèo chị dâu, nói nhỏ. Chị có nghe anh ba kể lại cái vụ hồi đó chả đi nói tôi không? Chị ba thích thú trở bộ ngồi quay lại dòm Út Đạt. Ổng có nói sơ sơ hà, mà sao Út không chịu? Nếu mà Út chịu, biết đâu giờ ổng không phải vậy. Út Đạt trề trề cặp môi. Ưng bà cố tôi chứ ưng. Bữa cha má chả dắt chả lợi nhà của mình, quen quá chứ xa lạ gì. Tôi thì tôi có ưa chả hồi nào, nhưng mà hai bác là người đàng hoàng, cha má mình cũng lịch sự bày bữa cơm đãi. Mà trời cơ ơi, chị biết không, mới bày chén đũa lên bàn thôi mà chả tót lên ngồi trước ai hết trơn. Đã vậy còn bắt chân chữ ngủ. Cha mình nói vậy á, bắt chân chữ ngủ á là bàn giò trái nằm trên đùi bắp ghế phải, chả tay nắm đầu gối trái, tay nắm bàn chân, chân phải rung đùi bặt bặt, nói gì hợm hết cỡ nói. Rồi thì dọn lên, cha với bác trai, bác ba với chả ngồi. Chả nhướng mắt giờ má với bác gái nói, kêu hai bả lên nhậu cho vui. Chị nhắm, cha gả tôi cho hạng người tư cách vậy không? Hai người đàn bà cười ngất ngơ. Út Đẹp tiếp. Chưa đâu, sau đó nghe nói chả đi coi mắt ở bên xóm kia. Ở gần gần đây, ai mà không biết tai tiếng của chả. Bữa đó qua coi mắt của chị nọ, trong tiệc nhậu đãi khách, bác trai, ba của cô gái mới cáo lỗi là không có uống được nhiều, xin nghỉ. Cây, chả nói sao chị biết không? Mẹ bà, nhậu mà cũng ăn gian. Vậy là xong mối nữa. Từ đó nghe nói thằng dậu đi cưới ai, người ta cũng lắc đầu le lưỡi hết ráo. Vô duyên gì mà đạ mạng. Hai bà cười té ngửa trên bờ ruộng. Chị ba giật mình. Thôi thôi, tôi đi chợ à. Chưa trời chưa trật rồi. Ngồi tám hồi, ổng đi mần về không có cơm ăn, mặc như đồ đách cho coi. Chị ba đứng dậy, lấy cái nón lót đít đội lên đầu. Út Đạt náo giới theo. Này, chị mua cái lòng cong về kho khô, mua cả trái tròn cho ổng chấm nha. Chị ba đứng lại, trề môi cả sải. Ăn mới lạ à, muốn cá kho khô á thì phải là cá bóng trứng kìa cô ơi. Cá bóng trứng cái bụng trứng phù ra vàng nhín mới chịu. Trời, tại chị cưng ổng quá nên ổng làm tàn. Chứ hồi đó má cho ăn gì ăn đấy, chứ mày đặt đòi hỏi hả là nhịn đói. Ngạc cây, mấy đứa nhỏ nó giống cha nó y chang cô ơi. Nhà gì mà chỉ có mình tôi ăn rau sống mà. Riết rồi tôi cũng không ăn luôn. Út Đạt lại kêu giật ngược. À quên nữa, chị nhớ mua giùm tôi mớ rau tiêu nghe chị. Mua giùm cho Út Đường, cái thằng khoái ăn rau tiêu kỳ cục. Ờ, à, mần gỏi trộn thịt bò hái gì? Đâu có, chấm nước cá kho ăn sống vậy hả? Dễ ăn thế ớn hen. Anh ba cô hả? Đời nào. Chị ba đi rồi, Út Đạt xuống dòng làm cỏ tiếp. Nhà Út Đạt có ba anh chị em, chị Hai Minh, anh Ba Bình, rồi tới Út Định. Vì mới sinh ra đẹp ngắt nên mới gọi là Út Đạt. Không biết sao mà cha má chị đặt tên con toàn là tên con trai. Con gái mà Minh mà Định gì không hiểu nữa. Cha nội Bình là con trai duy nhất nên được cha má cưng, chiều chuộng dữ lắm. Nhưng mà ổng cũng được, không có làm tàn gì. Chỉ là hồi nhỏ, con khỉ con khọt má ơi luôn. Chị Hai và Út bị ổng chọc khóc hoài à. Nhưng chọc khóc rồi dỗ, rồi năn nỉ, nên cũng không ai giận lâu. Ba Bình đi học cao đẳng công nghệ thông tin, rồi quen với chị ba ở huyện khác. Cưới nhau về, cha má cho mướn một mặt bằng ở ngoài chợ để anh dạy vi tính cho học sinh. Chị ba học chung ngành nên cũng ra phụ. Có con rồi á thì lui về làm nội trợ, vẫn ở chung với cha má. Chị ba biết sống lắm nên cha má và chị Hai, cô Út đều thương. Chị Hai có chồng ở huyện khác, nhà chồng cũng khá giả. Út Đạt lấy Thương, người chung xóm, là giáo viên cấp 2 môn Anh văn của trường huyện nhà. Thương là anh hai. Ba Ngọc có chồng rồi,
còn lại Tư Tường ở với cha má. Tường tướng tá coi cũng được đến, tính tình thì cần cù siêng năng, học xong cao đẳng xây dựng nhưng không đi làm mà ở nhà coi sóc ruộng nương dòng án. Năm nay 37 tuổi mà nói tới chuyện cưới vợ là lãng đi chỗ khác liền. Trong buổi trà dư tửu hậu với bạn bè lối xóm, Tường tham gia mọi đề tài, nhưng hễ ai hỏi sao Tường tuổi này mà chưa lấy vợ, muốn thì họ sẽ làm mai cho con gái mới lớn cũng được, thì Tường nói lảng sang chuyện khác liền. Mọi người nghi ngờ giới tính của anh, hỏi sao không nghi ngờ cho được. Cô bé sớm bên, nhan sắc thì mặn mà, cũng ngoài 30 rồi, nghe đâu nhỏ hơn Tường 3-4 tuổi gì đó. Người ta đi làm ở Sài Gòn, nhưng khi cha mẹ già yếu thì về phụng dưỡng. Mấy công đất dòng trồng đủ thứ hoa màu, một tay bế dần công cuốc tỉa, khi thu hoạch cũng tự hái đem ra chợ bán, nhiều quá thì cân cho bạn hàng. Bế và Tường chơi thân, hợp ý nhau, nhưng nói tới chuyện chung nhà thì hai người không ai bàn tới nữa. Ông bà Năm, cha má chồng của Út Đạt, vừa ý Bế lắm. Kè cây, người ta là con một, có hai chị gái nhưng lấy chồng xa hết rồi. Cha má Bế già hơn ông bà Năm, vậy nên nếu cưới Bế thì Tường là một cảnh hai quê, không lẽ cho con trai Út đi ở rể. Người ta nói thật lộc chi thê như cái trê ăn cứt, ông bà có nuôi không nổi dâu đâu mà phải ở rể chứ. Nhưng đâu thể để nó long bong không vợ không con hoài được. Mà cái thằng nó không biết dây gái hay gì đó, nói tới gái là nó giạt ngang mới tức chứ. Bà Năm vũ khỉ Tường hoài, nói bây giờ Tường ưng ai nó một tiếng thôi là ông bà đi cưới liền, đẹp xấu nghèo giàu gì cũng mặc kệ, miễn Tường thích là ông bà chiều. Thuốc hoài Tường bực mình trả treo. Bộ cha má sợ con ở đây ăn bám hay sao mà cứ suốt cái vợ hoài vậy? Cưới về thì miệng ăn chứ gì mà ham. Tao nuôi nổi chứ mày không nghe người ta nói mày bóng lại cái hả? Họ nói mỏi miệng rồi họ nín thôi, mà bóng thì bóng có sao đâu. Không thương cưới về đi ra đi vô chạm mặt mắt quạo còn khó coi hơn nữa. Không có thương thì từ từ thương. Tao với má của mày hồi đó có quen biết có thương yêu gì nhau đâu. Cha má kêu cưới là cưới, rồi cũng nè, ba mà con cũng sống tới giờ đó. Trời ơi, thời đó là cái thời xa lắc xa lơ rồi, cha má đừng có bận tâm gì con hết, miễn con có hiếu với cha má là đủ rồi. Cưới về gặp con dâu nó chua lét, chừng đó ân hận không có kịp. Mệt quá, thứ mày cậu có nước chè đậu nhét vô chứ nói gì nói. Không vợ không con, sau này sống một mình cô đơn chưa biết mặt à. Trời, anh ba có tới ba đứa con, thương nó thì nó thương lại, chết thì nó chôn, chứ không lại để thúi. Ơi, cha má lo chi xa vậy, mau già. Ông bà Năm lắc đầu, bó tay với Tường luôn. Ông bà Hai, cha má của Bế, ai cũng trên 80 tuổi. Nghe nói hồi đó, ông ngoại Bế làm nghề thầy Pháp, chuyên nuôi con nít. Nhưng bà Hai, má của Bế, có thai mấy lần đều hư hết. Lâu lắm lâu mới dám để bầu mà sinh ra chị hai, chị ba. Khi sinh Út là bà cũng 50 tuổi rồi. Tuổi này khó sanh, nhưng Bế cũng khỏe mạnh chui ra. Bởi vậy bây giờ trên 80 là phải rồi. Tường và Bế cũng coi như là bạn thân, hay dần công làm vòng cho nhau. Hàng xóm đi ngang thấy hai người cùng cuốc cùng tỉa nên chọc ghẹo. Vậy mà mấy năm qua không hề thấy tiến triển gì, hai người chưa từng hẹn hò đi cà phê cà pháo gì ráo. Làm cho nhau nhưng tới giờ cơm mạnh ai nấy về nhà ăn, chứ cũng chưa ăn chung bữa nào. Hôm nọ nhân lúc nghỉ xả hơi uống nước, Tường nhìn hai cái gò má Bế đỏ ửng vì nắng vì mệt. Anh hỏi: sao cũng bộn tuổi rồi mà không kiếm chồng để nó phụ với Bế? Không lẽ bắt tụi mần dần công hoài ha? Bế xì: anh làm như chồng người ta quăng ngoài đường, muốn kiếm thì kiếm vậy. Dễ kiếm, sao anh không kiếm vợ đi? Tôi thì khác, tôi là con trai, trễ chút đâu có sao. Bế là con gái, tuổi xuân không có chờ đợi. Tôi hỏi anh, cha má tôi vậy nè, lấy chồng rồi á, tôi về nhà chồng, tôi bỏ cha má tôi ha? Thì bắt rễ.
Tay nào mà chịu vô lãnh cái gánh này chứ. Bé có nghèo khổ gì đâu mà họ sợ cực. Hai bác có ương yếu cũng còn có mấy chị mà. Bé ngước mắt nhìn tường. Anh nói nghe ngon vậy, anh dám cưới tôi rồi dễ rễ không? Tường hết hồn, dòm chỗ khác. Ê ê ê ê, có hai vấn đề nghe. Thứ nhất là hoàn cảnh tôi y như bế, tôi cũng có cha mẹ già. Thứ hai quan trọng hơn, hai đứa mình không có thương nhau. Bế cúi mặt xuống đất, tay du dơ nhổ mấy cái cọng cỏ. Tôi biết hai đứa mình không ai ở nhà ai được, chứ không thôi á thì tôi đã cua anh từ lâu rồi. Tường cười bật ngửa, hai tay chống xuống đất phía sau lưng. Con gái gì mà nói chuyện bạo vậy? Thì tôi nghĩ sao tôi nói vậy thôi. Tôi không phải là đứa màu mè, bụng nghĩ một đằng, miệng nó một nẻo đâu nghe. Bế thấy Tường tuy cười nhưng có vẻ ngại ngùng nên bật cười nói chuyện khác. Cũng không phải không có người muốn cưới tôi để ở rể đâu nghe anh. Ai vậy? Thì cha dậu chứ ai. Tường trố mắt. Trời trời trời, cha nội đó hả? Già cóc. Là anh nói chặn chặn dừng. Mà chả là con trai duy nhất trong nhà, ở rể còn mẹ tôi chứ ở. Bế chím chím cười. Thì cha tôi cũng nói nha anh vậy đó. Cái anh biết cha trả lời sao không? Nói ổng bả mạnh đùng, trâu giật không chết mà lo cái gì. Cha má tôi lớn hơn cha má của anh chả gần 20 tuổi. Chừng nào cha má tôi chết á thì chả với tôi về bển ở phụng dưỡng. Đất đai này cho mướn, cố mình cũng gọi là cố mình, chứ gì mà lo. Tường cười sao mà gian gian ở dưới giọng. Bé la. Nhỏ giọng chút cha nội, nói lén mà cái họng của ông á cứ tướng lên không à. Tường nín cười, ngó bế một hồi rồi kể. Nói ra chuyện này á cũng coi như là tôi nhiều chuyện nha. Năm trước chả đi nói vợ bên huyện khác, 49 tuổi, chứ bộ nhỏ nhất gì ha. Cô kia 38. Chị hai có một bầy em còn nhỏ hiếu. Lên bàn cơm chả thấy tụi nó lít chít, cây kêu lên. Trời mẹ ơi, con nít đông dày, muốn tắm nó thì phải bắt ngồi sắp lớp rồi lấy cái giờ sen tưới, chưa tắm từng đứa biết chừng nào rồi. Bé coi vô duyên, có ai vô duyên lợi không? Thì tôi nói rồi, chả mở miệng ba câu là thế xạm à. Chú thím bên đó cũng đàng hoàng, mà sao sanh ra ai móc miếng chả mà nói câu nào nghe cũng không có lọt cái lỗ tai. Tường đứng dậy cầm cuốc lên. Thôi đi mần, nói chuyện cha nội này 8 ngày cũng chưa có hết. Mà tụi mình cũng xấu tính, nó lén người ta đó nghe. Mà sao năm nay hứng lên tỉa đậu phộng vậy? Mọi năm mùa này trồng đậu bắp quá trời trái, tiền không. Bế cũng đứng dậy lắc đầu ngao ngán. Hơi bởi vì quá trời trái nên năm nay tôi hơi ê rồi anh ơi. Hái hết nửa ngày cha nó rồi, mà hễ mỗi mùa đậu bắp á là tay chân tôi nó còi cọc hết mẹ à. Chui chui vô đám đậu, khi nó lên tới ngực về ngứa ngay muốn chết. Ham thì ham thiệt, nhưng ngán cái nước gãi muốn tróc da tróc thịt à. Trồng đậu phộng nhẹ chăm hơn, mai mà trúng được cái hen là hốt bạc. Nhờ đám con nít lợi mà nhổ lặt rồi cho ăn ký. Vậy á là nó có tiền bánh hàng ngày, mà cũng không có đi chơi bậy bạ, cha má nó biết ơn mình nữa. Trời trời, tính thì ghê hen. Bế mà trúng á thì sang năm tôi cũng bắt trước à. Sao giờ không mần luôn đi? Mần sao được, lỡ cô bế trúng á thì tôi lấy công đâu mà mần cho tôi. Hiên, dành công với tôi á là săn dịch anh à. Hai người cười gian rồi cắm đầu cuốc. Vậy đó, hạp rơi vậy mà không có yêu nhau mới kỳ. Sớm này ai cũng thắc mắc, nhưng hai người họ khó trành mâu nên có ai dám hỏi đon hỏi ren gì đâu. Có bữa ông Bảy Câu chống gậy đi ngang, thấy hai người lúi húi cuốc, bèn tà tà vô ghẹo. Hơi, xưng đào xưng kép quá, sao thằng Tường không hút con bé gì đi mày. Bế đỏ mặt nguyết ông Bảy. Chú ghẹo con hoài nha, hốt con thì ai hốt cha má con đây? Thì ra mày còn nặng gánh cha má chứ gì. Cười đại đi rồi chạy tới chạy lui. Cha má thằng Tượng còn khỏe thì tối nó ngủ lợi nhà bay là được chứ gì.
Tường cười hắc hắc. Nhưng mà tụi con coi nhau như anh em, mà hốt ngã nào bác ơi. Anh em hả? Ừ, cái con khỉ mốc. Trai đơn gái chi, tôi ngại ngoài độ. Gặp ai à, là con đó nó có bầu, sành không biết mấy đứa luôn rồi đó. Trời ơi, chú này thiệt là. Tao nói cho bay nghe, ở đời, con người ta lớn lên á, thì phải có chồng có vợ, sinh con đẻ cái, duy trì hương quả. Hai đứa bay à, sao khác đi người ta quá vậy chứ? Dòm bay lâu nay, khiến tao nghĩ tới, hai đứa bay à, giống người ngoài hành tinh khác, tự nhiên rớt xuống chợ vậy hả? Ngơ ngơ ngác ngác, chợ thì đông, người mua cái bán. Người ta đi chợ, không mua món này cũng bán món kia, chết là tham quan. Còn hai đứa bay, lạc vô chợ, đi ngời ngời, mà không có mục đích, mục tiêu, mục nhọt, mục ghé gì ráo. Đánh một vòng lãng nhách, rồi hết thời gian rồi trở về. Giống như đường đông mà chỉ có hai người, không quen biết nhau cùng đi gì đó. Cả cuộc hành trình không hề muốn kết thân. Cuộc thăm viếng thế giới vô ích, không có lưu lại kỷ niệm gì. Ơi, tao ví do vậy à, mày hiểu ý tao chưa? Hai người lặng thinh, ông Bảy nhếch môi cười, rồi chống gậy đi ra. Hai người nhìn theo ông, rồi lại nhìn nhau, mạnh ai nấy cắm đầu xuống cuốc. Nửa đêm nọ, điện thoại của Tường treo máy chập, nhưng anh say ngủ nên không nghe. Giật mình dậy, thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của bế, từ Zalo, Messenger, cho đến điện thoại thường. Linh tính có chuyện chẳng lành, thường thì không khi nào bế gọi điện cho anh nói chuyện phím. Bây giờ nhằm lúc nửa đêm mà lại gọi nhiều lần, chắc chắn là có chuyện gì. Tường gọi lại, nhưng cô không nghe máy. Tường tức tốc mặc đồ vào, rồi kêu ông bà Năm dậy nói: bên nhà của nhỏ bé chắc có chuyện gì rồi. Nó gọi cho con hoài mà không có được. Con gọi lại thì nó không có nghe. Để con chạy lại đắng, còn sao nghe cha. Ông Năm cũng hốt hoảng dục: cái con này nó giữ ý giữ tứ hội giờ. Nay điện vậy à, chắc là có chuyện. Sợ là cha má của nó. Đâu, con lại có chuyện gì. Kêu anh ba bay đi với chứ. Để nếu im ru à, ở đắng người ta nghĩ bậy. Vậy là ba Bình và Út Tường tới nhà của bế. Từ bên ngoài đã thấy đèn đuốc sáng choang, hàng xóm bày bàn ghế ngoài sân, tiếng khóc vang vang trong nhà. Tường điếng hồn, anh xuống xe mặc cho Bình mà lao vào. Ba chị em của bế phủ phục bên giường, ông hai nằm thẳng cò trên đó. Tường kêu thầm trong bụng: thôi thôi, ông hai qua đời rồi, tội nghiệp bà hai. Bà hai đôi mắt đờ đẫn nhìn chồng chăm chăm, hai bàn tay vuốt ve khuôn mặt, mặt lạnh tanh không biểu cảm gì. Chỉ ba đứa con gái mân mê tay của cha, khóc không thành tiếng. Ông Bảy Câu có mặt lúc nào không biết, cất tiếng trang nghiêm: thôi chị hai à, ảnh mãn phần rồi, chứ đừng có đau buồn. Trịnh qua bên đặng cho tụi nhỏ lao rửa thay đồ cho ảnh đẹp đẽ mà đi. Con người ta ai cũng phải tới ngày này. Tuổi của tụi mình cũng đang có cái mồ rồi. Thôi, ba đứa con gái đứng dậy đi con. Coi soạn quần áo thay cho ba, rồi đem theo cho ảnh nữa. Chồng con hai nhờ người đi đặt quan tài, rồi kêu sư sãi lại tụng nhang. Ở trại hòm á, họ là trọn gói luôn, cả đạo tỳ khiêng đi chôn nữa. Chồng con ba sáng thiệt mặt, nhờ anh em ở trong xóm ra chỗ má của bay chỉ để ảnh nằm ở đâu á mà đào quyệt. Người một tay lo cho ảnh về dưới đất bình yên. Như một cái mái, bà hai chống tay đứng dậy, đôi chân run run dặn con: bê, vô soạn cho cha con bộ pyjama mà ổng thích bẩn nhất nha. Đem theo cái mền mới, ổng cứ cất hoài không có chịu đắp đó. Nhớ đem theo cái tẩu thuốc, đặng về dưới có cái mà hút. Ba con nghiện ngậm tẩu, chứ không có nghiện hút thuốc. Cái gì ổng thích, đem theo hết cho ổng đi. Từ nay, má chỉ còn có một mình. Ổng mạnh hơn má nhiều, tưởng là má đi trước ổng. Dạ đâu, ổng ác lắm ông hai. Ông yên thân ông rồi, giờ ông bỏ lại tôi như vậy mà được hay sao? Giọng nói rung rung của người già, nước mắt chảy tràn trên đôi má nhăn nheo. Tường nhìn mà nghĩ ở trong đầu, bà hai đã không còn mục đích sống nữa rồi.
Anh chạnh lòng nghĩ đến cha má của mình. Hai vợ chồng già trải qua hai phần đời sống cạnh nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng vui chung niềm vui, lo chung nỗi lo. Về già chỉ có nhau bầu bạn, con cái không thay thế được. Giờ một mất một còn, hỏi sao mà không suy sụp được đây. Bê đứng dậy, cô bắt gặp ánh mắt của Tường nhìn mình, bỗng dưng òa lên khóc, rồi xài vào lòng anh. Phản ứng của Bế làm cho Tường bất ngờ, đưa tay ôm lấy cô. Thâm tâm của anh chỉ muốn an ủi cô bạn thân của mình, tuy không có ý gì khác. Nhưng hành động đó khiến bao nhiêu cặp mắt càng lúc càng đông dán chặt vào. Họ mặc định rằng hai người đã yêu nhau rồi, điều này cũng không có gì là lạ. Sáng lại, khi càng trống inh ỏi báo hiệu sắp tẩn liệm, thì lối xóm và bà con xa gần kéo nhau tới chia buồn rất đông. Ông hai có tuổi nên đa phần là khách đi tế, xui gia, quỷ ban, hội người già, bạn bè. Mỗi người một tay lo cho ông mồ yên mã đẹp. Nghe kể lại, tối hôm đó cũng như mọi hôm, ông hai kêu Bế nấu ấm trà, vợ chồng ngồi nói chuyện đời. Ông kêu Bế coi nếu mà thương ai thì cứ nói ra, ông còn sống thì sẽ hợp tác cho. Bà đề cập đến Tường. Bế nói Tường không thích cô, chỉ coi cô như em gái. Uống xong mấy ly trà thì ông hai đứng dậy vô mùng, bỗng nhiên lảo đảo ôm đầu kêu đau, rồi ngồi phịch xuống bộ dáng gỗ trong phòng khách. Ông ngã giật ra ôm lấy đầu. Bế hốt hoảng lấy máy đo huyết áp cho ông thì đến 240. Bế hồn vía lên mây. Hai chị ở xa có điện thoại thì cũng vài tiếng sau mới tới. Cô gọi cho Tường để nhờ anh cùng cô đưa cha đi bệnh viện, nhưng gọi hoài không được. Cô kêu 114. Chưa kịp kêu thì ông ôm lấy bụng, máu miệng máu mũi trào ra. Ông nắm tay bà thật chặt, rồi lỏng dần và rơi phịch xuống giáng. Bà hai đứng trọng nhìn ông đi, bà không kịp nói một câu gì. Đời người quá vô thường. Ông hai đã mãn một kiếp người, chỉ thương cho bà hai ở lại. Với tuổi quá bát tuần, bà không còn ham muốn gì, chỉ mong mỏi có ông bên cạnh sớm hôn bầu bạn. Bà cũng biết con gái út của mình vì vướng bận cha má mà không dám lấy chồng, để tuổi xuân của nó trôi qua trong cô đơn lạnh lẽo. Bà chỉ muốn đi theo ông cho con gái của mình được sống cuộc đời của nó mà thôi. Chôn cất ông xong, mọi người phụ gia chủ dọn dẹp hậu sự. Ai cũng thông cảm cho chị em của Bế và bà hai, nên chúng ta cùng lo. Tình làng nghĩa xóm là những lúc như thế này đây. Tất nhiên, không thể thiếu dậu. Buồn cười nhất là anh ta nghiễm nhiên coi như mình là con rể trong nhà, chỉ biểu người này sai khiến người kia, trong khi ai cũng ngầm công nhận vị trí của Tường có phần quan trọng hơn hai anh rể. Kiểu cách của dậu khiến cho ông Bảy Câu mắc lên tiếng. Hey, mày không có phụ cái giống dịch gì hết á, mày cứ ngồi la hét sùm như mắt thằng bố vàng kia. Hắn quay sang sừng sổ với ông Bảy. Bác không thấy con chỉ đạo mấy người kia mần hay sao mà nói nghe đoán hậu vậy? Ông Bảy cầm cây gậy giơ lên. Đoán hả? Đoán cái thằng cha mày chứ đoán. Cha mày chưa có dám nói với tao cái giọng đó. Coi chừng gãy lên đầu mày bây giờ. Nhà người ta tan gia bối rồi, phụ được gì thì phụ, góp tay góp chân vô phụ, chứ không có phải là phụ có lỗ miệng nghe chưa. Mày lấy cái tư cách gì mày vô đây mày chỉ đạo? Mày nói thử tôi nghe coi. Dậu đứng bật dậy, nghiêng đầu chòm về phía ông Bảy. Bác ngon thì thử đập gậy lên đầu tôi cái coi. Tính của tôi kính trọng người già, nhưng mà già mà ăn nói hàm hồ như bác tôi cũng không có nhịn đâu. Tôi đã nói từ lâu rồi, Bế cũng nghe rồi, tôi chỉ hơn cổ có 18 tuổi chứ mấy. Tôi hứa khi cha má của cổ chết hết, tôi sẽ cưới cổ về nhà ở với cha má của tôi. Nhà đất này cho người ta mướn, tôi đã tính trước tính sau hết rồi. Bác không có biết gì á thì bằng ơn ngậm họng lại giùm cái. Mọi người đồng thanh kêu trời đất ơi, không thể tưởng tượng nổi cái thằng này ăn nói mất dạy như vậy. Bế đang cầm nồi lao lao mấy cái bạc để lát người ta lại lấy, nghe được thì quay ngoắt lại trước mặt của dậu, đưa ngón tay trỏ chỉ vào trán của hắn. Lẽ ra hôm nay nhà tôi có hữu sự, tôi không muốn đợi coi với anh,
Nhưng cái giọng điệu của anh á làm tôi sôi gan. Hỏi chứ trên đời có ai ăn nói như anh không? Nhà người ta đang bối rối mà anh còn kiếm chuyện nữa. Hôm nay trước mặt bà con cô bác chứng kiến, tôi tuyên bố với anh là nếu tôi thương lớn hơn 20 tuổi cũng không có xi nhê gì, tôi vẫn chấp nhận như thường. Nhưng anh thì ai mà thương cho nổi. Đi hỏi vợ bao lần rồi, nhưng cũng vì một vài câu nói của anh mà con gái người ta chạy tám công bề đứng. Anh nghĩ lại mà coi, chưa lấy tôi mà anh đã trù cha má của tôi rồi. Nhà cửa đất đai của cha tôi anh cũng sắp xếp hết hả? Mắc ói không? Tôi cảm ơn anh đã tới chia buồn với gia đình tôi, nhưng từ nay yêu cầu anh đừng có bén mảng trước mặt của tôi nữa. Đời này kiếp này tôi với anh cũng là người dân, không quen biết nhau luôn. Dậu chao mắt chao miệng trần trần ngó cô. Bế nó vậy á là trong lòng có thằng khác rồi phải không? Có thằng nào cũng không có mắc mớ gì tới anh. Bộ tôi hứa hẹn gì với anh hay sao? Làm qua cho người ta hái, làm gái cho người ta chọc. Bế chưa có chồng, ai dám cấm tôi theo đuổi bế? Trời đất ơi, gây cấn chưa kìa. Từ trong đám đông từng lù lù đi ra, dõng dạc nói. Tôi cấm anh dè dãn bế, vì bế là của tôi. Mọi người ồ một tiếng gian nhà, vẻ mặt ai cũng thích thú và khẩn trương chờ phản ứng của dậu. Ngay cả bế cũng đơ người ra, nhìn anh bằng đôi mắt hàm ơn và cảm kích. Ông Bảy khoái chí vỗ tay cổ vũ. Đó, mày ngon, làm gì thằng Tường tao coi coi dậu. Hai đứa nó xứng đạo xứng kép, ưng bụng nhau lâu. Tại tụi nó biết nghĩ cho nhau nên không có công khai, chứ đâu phải như cái hạng ruồi xanh bu hột xoài của mày vậy. Thôi về đi, ở lại nhậu cũng nhục mặt. Hay là mượn cái nồi vẽ của con bé đương cầm lau mặt cho sạch rồi về. Dậu tức sôi máu, nhất thời không tìm ra được câu phản kháng nên muốn cà lâm. Ông ông gì? Bác thôi. Chạy về nhà, không đi cha má mày, nói bác Bảy làm nhục mày ở đám đông đi. Ơi, tao ngồi đây tao chờ nè. Dậu chưa chịu thua, hắn điểm mặt Tường. Thì ra lâu nay hai đứa bay núp lén ngoài bờ ngoài bụi, nay mới chịu trường mặt ra. Tường hậm hực sấn lại. Nếu hôm nay không phải là đám tang của bác hai, là tôi dện vô mỏ của anh một cái chẳng còn cái cọng răng. Tụi tôi là những người trưởng thành, dám làm dám chịu, chứ không phải phường mèo mã gà đồng. Hai đứa tôi quan hệ trong sạch, chờ cha mẹ cho phép. Nhưng khi chưa cho phép cũng không có dám lố bịch trước mặt của người khác. Anh phát ngôn bừa bãi có chuyện tôi à? Hôm nay tôi ra mặt để cảnh cáo anh, từ bây giờ cấm anh không được tới lui dè dãn bế nữa, biết chưa? Chị hai của bế lo ngại lớn chuyện trong ngày tang cha nên lại vuốt ve dậu. Về đi cậu, nói tới nói lui cũng không có hay. Nay cha tôi mất, tụi tôi buồn lòng lắm, cậu đừng có gây thêm chuyện ồn ào nữa, biết chưa? Dậu cung cúc ra về, mặt vừa quê vừa nhục. Mọi người ở lại quan hô Tường có dũng khí nói ra điều giữ kín bao lâu. Út Đạt vỗ vai cậu em chồng. Trời ơi, chú Út Mận coi được quá. Đàn ông phải vậy chứ. Để chị về, chị học lại cha má rồi sắp xếp cho Út Khiên. Ông Bảy cười ha hả mãn nguyện. Trời ơi, tao chịu mày rồi đó Tường. Ngon. Bế đỏ mặt tiếp tục lau bàn, không đồng tình cũng không phản đối. Ai nghĩ gì thì nghĩ. Riêng cô, bế thừa biết Tường muốn giải dây cho mình nhất thời thôi. Có thể anh hoàn toàn chưa nghĩ tới hậu quả sau này. Trước đám đông mà tuyên bố giành sở hữu, thì mai mốt có ai mà dám nhìn ngó tới cô nữa chứ. Hơn ai hết, bế biết Tường chỉ coi mình như bạn, như em gái. Tuyệt nhiên không hề có tình cảm nam nữ ở trong đó. Anh chưa từng nói ra câu gì có ý dè dãn cô, dù hai người ở riêng rất nhiều lần. Nhưng nếu hỏi bé có tình cảm với Tường hay không? Có chứ, nhiều nữa là khác. Tường trang lứa với cô, lớn hơn cô chỉ 4 tuổi. Anh là người đứng đắn, có tư cách, hiếu thảo với cha mẹ, xóm làng yêu quý. Bước ra ngoài gặp ai cũng mến cũng thương.
Cô mong đợi điều gì về người chồng của mình khác tường kia chứ. Nhưng mà anh không yêu cô, anh cũng không thể nào về nhà của cô ở rể. Cô thì không thể đến nhà của anh làm dâu trong thời gian này. Cho nên dù ôm mối tình cảm, bế cũng nhất định không thổ lộ. Nhưng qua hôm nay rồi, hai người phải đối diện sao đây? Trong tim cô, nỗi đau mất cha quá lớn, không thể nhận thêm nỗi đau nào khác nữa. Tường phải biết vậy chứ. Nhưng nếu những lời anh vừa nói ra không xuất phát từ tâm mà là để đối phó nhất thời, anh có nghĩ sau này cô sẽ sống sao với dư luận miệng đời hay không? Chị ba của bé kêu Tường ngồi xuống đối diện chị, nhìn thẳng vào mắt của Tường. Chị hỏi: mấy câu cậu vừa nói là để chọc tức thằng dậu hay là sự thật? Cậu cứ mạnh dạn nói ra trước mặt của bà con chòm xóm. Nếu cậu dằn mặt dậu thì gia đình của tôi mang ơn cậu. Còn nếu đây là sự thật thì chúng tôi rất mừng. Cậu và bé cứ mạnh dạn tới với nhau. Ở với má vài hôm, tôi và chị hai sẽ thay phiên chăm sóc má cho vợ chồng son. Khi nào má muốn về thì lại nhờ dì Dượng về nhà lo cho má. Cha đi rồi, má cô đơn lắm. Chắc má muốn thấy bé có nơi có chỗ đàng hoàng nương tựa về sau. Bà hai ngồi đờ đẫn nhìn di ảnh của ông hai trên bàn thờ. Nghe nói mấy câu như vậy, liền quay sang. Nét mặt thay đổi hẳn, tươi tỉnh mà rằng: hồi cha bây còn, cứ mong con bé thành gia lập thất. Nó thì một hai núm níu, nó phải ở dậy để lo cho cha má vuông tròn. Má biết, ổng đi mà còn tiếc nối lắm. Má cũng không muốn tiếc nối như ổng. Cho nên nếu hai con thật lòng thương nhau, má cho phép đến với nhau đó. Má phải tận mắt thấy con gái của mình xuất gia, đi về dưới gặp ổng, má cũng dễ ăn dễ nói. Tường và bé kêu trời ở trong bụng. Bé chống chế: má ơi, con còn tang cha. 100 ngày má cho phép con xả tang. Đời người sống nay chết mai, biết đâu mà lần. Cơ hội tới phải biết nắm bắt, đừng để ruột khói tầm tay, ân hận cũng đã muộn. Ba đứa con ngạc nhiên nhìn má mình. Bình thường bà luôn chiều theo ông, ông nói gì cũng đúng ý bà, nên ít khi nào bộc lộ suy nghĩ của mình bằng lời nói. Hôm nay bà mở miệng ra, câu nào như đinh đóng cột câu nấy, khiến cho bé đâm lo. Trời ơi, má ơi, các chị ơi, con thì con hiểu mình muốn gì rồi, nhưng từ nghĩ gì, muốn gì, làm sao con biết được. Hãy nhìn cái mặt lãng ngách của anh kìa. Chắc anh đang rầu sầu ruột và ân hận vì những lời nói anh hùng rơm của mình khi nãy đó mà. Thật ra Tường cũng đang lo sốt gió vì điều này. Hồi nãy không hiểu sao mà anh xung ba khí như vậy. Chỉ là nghe giọng dốc sức chó của dậu thì tức, muốn ra mặt bảo vệ bế thôi. Bức xúc quá nên không nghĩ tới hậu quả. Nhưng ngay lúc đó, nếu Tường không lên tiếng thì ai mới có tư cách lên tiếng? Tường đâu phải là gỗ đá gì mà không biết rung động. Chỉ là anh có nỗi khổ mà chẳng dám nói với ai, ngay cả cha má và anh chị ruột. Nhưng bây giờ sự việc đã tới mức này rồi, anh phải chịu trách nhiệm vì những lời nói của mình trước đám đông, lại là ngày tang thương của bế. Thôi thì anh nên chịu trách nhiệm mới đáng mặt đàn ông, rồi sau đó lựa lời mà giải thích với bế sao? Tường đứng giữa trịnh trọng nói: dạ, thưa cô bác, thưa bác hai và hai chị. Thật ra con và bế, tuy rằng mặt trong như đã, nhưng bên ngoài vẫn còn e. Tụi con chưa có hẹn hò gì với nhau, dù biết tình cảm đã dành cho nhau rồi. Hoàn cảnh của tụi con bây giờ cũng éo le lắm. Nếu như lấy nhau thì đứa nào cũng là một cảnh hai quê, nên con chưa có dám ngỏ lời. Đành rằng cha má của bế lớn hơn cha má của con, nhưng ai cũng cần được chăm sóc. Bế tôi không làm dâu, nhưng nhà con thì có nhiều đám tiệc, cổ phải tới lui thường xuyên. Cha mẹ già chớ khá đi xa, ý là cổ ở cạnh một bên á, mà lúc cha mất cũng không được nghe ông dặn dò điều gì. Nếu ngay khi ấy bế không có ở nhà, cổ sẽ ân hận biết chừng nào. Nên thôi, đành thương nhau thì thương, cứ để tình cảm nó qua một bên. Cha má mất rồi không thể tìm lại được, làm con á, thì phải tận hiếu. Nhưng nếu không cưới bế thì đời này kiếp này con cũng sẽ không có cưới ai đâu.
Bé chớp mắt, cúi mặt xuống. Chị hai nghe xong, cười xòa. Vậy, cha má sống thêm 10 năm nữa, tụi bay cũng chờ 10 năm nữa hàng sao? Chừng đó hả, già cống cú đế rồi, sanh con đẻ cái sao được? Cha má không phải chỉ có mình bé là con, còn hai chị đây làm chi? Thôi, chị tính vậy, hai đứa nghe coi được không? Má thì nói rồi đó, 100 ngày của cha thì để cho bé xả tan. Bên cậu Tường coi ngày bước tới đi, má trông đợi biết bao lâu rồi. Tư cách của cậu Tường thì khỏi phải bàn cãi nữa. Đám cưới xong, hai chị thay phiên rước má về ở chung. Chừng nào má muốn về á, thì hai đứa xin phép chú thím năm về nhà ở với má, rồi sau đó trả lời cho hai chị. Đứa nào cũng có thời gian ở bên cạnh của má, chăm sóc má tuổi già. Hồi cha còn, hai chị cũng yêu cầu vậy hoài á, mà cha cứ nói sợ phiền con rể và ngại với xui gia. Tụi chị riêng tư hết rồi mà ngại gì mà ngại chứ. Giờ á thì má muốn cho con bé hạnh phúc á, thì hứa với tụi con nghe má. Bà hai gật đầu lia lịa. Trời ơi, được vậy, má mã nguyện biết chừng nào. Nữa gặp lại cha của con, bà sẽ khoe với ông là: ông ơi, tôi gả con bé cho thần Tường, đúng ý của ông rồi đó. Bà vừa nói vừa méo máu khóc. Tường chết điếng trong bụng. Thấy bà chưa, chuyện không có đơn giản nữa rồi. Đương rầu sáu ruột thì bị bà chị dâu của anh nhảy còng còng lên vỗ tay. Tính vậy phải quá bác hai, để con chạy u về nói với cha má của con tin vui này mới được. Xong á là bà dọn ra ngoài liền, không có thư gửi chào hỏi ai hết ráo. Tường rủa thầm ở trong bụng: cái bà nội này, mừng gì mà mừng dữ vậy, bà không biết tôi là sốt gió để sao. Cúng khai mộ xong, mọi người về hết. Bà hai mệt mỏi vô buồn nằm, chỉ còn Tường và bé ngồi lại. Hôm nay nhất định anh phải dùng hết can đảm mà nói rõ với bế để giải quyết dứt điểm chuyện này. Chuyện mà từ bữa hổm tới nay cứ canh cánh trong lòng anh, bị cha má anh chị tra khảo hoài, mệt muốn ná thở. Nhìn bế ngồi như chết rồi, Tường biết cô buồn lắm. Cha mất mà sao không buồn được. Coi cà, ủ rũ, thấy thương hết sức khô. Mà trời trời, nó che miệng ngáp kìa. Cái con nhỏ này. Trong đầu của Tường nghĩ thầm: cái bản mặt này coi bộ có hai nỗi buồn chứ không phải thường. Buồn vì cha chết mà còn buồn ngủ nữa mới đọc. Coi cái mặt tỉnh bơ vậy, chứ mà cái đầu nó ngáy khò khò rồi. Tội nghiệp, mấy ngày nay cực như con chó mặt xệ vậy. Vậy có nên nói không ta? Đắn đo một hồi, Tường đứng dậy. Thấy bé mệt quá rồi, mấy ngày nay lu bu chắc quải lắm. Tới nói chuyện nghiêm túc với bé, mà tình hình này á không có được rồi. Thôi, vô nghỉ ngơi một buổi đi, mời á sáng tôi lại. Bé nhìn Tường, không phản ứng gì. Tôi biết anh muốn nói gì, nhưng thôi, lúc này tôi buồn lắm, không có tâm trạng đón nhận thêm chuyện buồn. Anh đi về đi, mai cũng khỏi cần tới. Hả hả hả, lãng giang hôn, biết tôi nói gì mà nhận thêm chuyện buồn. Anh sẽ nói hôm đó chủ yếu là giải dây cho tôi chứ gì, nhưng mấy chị của tôi làm quá nên anh hứa đại. Anh đừng có lo, tôi hiểu mà. Và tôi cũng cảm ơn anh đã ra mặt lúc đó. Tôi sẽ có cách nói với mấy chị và má tôi, sẽ không ảnh hưởng gì anh đâu. Tường cười ngất rồi ngồi xuống. Cái con nhỏ này, đón già đón non vậy mà còn già hàm nói là sẽ cua tôi. Bé giới tay lấy bình trà, rót ra ly, bưng uống một ngụm, miệng cười miễn cưỡng. Nói vậy thôi, chứ nếu cua mà lỡ anh chịu, tôi cũng đâu có cưới anh được. Cái con nhỏ này, nói chuyện mắc cười thiệt ta. Nhỏ dám đi cưới, tôi dám chịu lắm chứ. Con trai được con gái cưới, sướng chết mẹ, mắc gì từ chối. Mà sắm đủ sính lễ chưa, lại nói trời hả cô Út? Ai cưới á thì đối phương phải về nhà người đó ở chứ. Anh chịu về nhà tôi thì tôi cưới liền. Sính lễ là gia tài của tôi và bản thân của tôi, cũng không có ít à nghe. Tường khoái chí cười gặp người xuống.
Cười tới đổi nói không có được luôn. Bé nhếch môi. Nghe người ta đòi cưới, cười hai con mắt khiếp dịp. Dứt cơn cười, từ ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc ngó bế. Hết buồn hủ rồi phải không? Giờ thì nói chuyện đàng hoàng đây. Khoanh hai tay lên bàn, bế đưa mắt ngó tường. Anh nhìn cô chăm chú một hồi, rồi nhỏ giọng. Hai đứa mình á đều đã trưởng thành, thương ai ghét ai, trong lòng hiểu rõ. Tình cảm tôi dành cho bế và bế cho tôi, tất nhiên mình đã nhận biết. Bé là con gái nên bị động. Tôi á, tôi không phải chê gia đình của bé đơn chiếc, cưới về không làm dâu cho cha má của tôi. Nhưng tôi có một nỗi khổ không có nói ra với ai được. Tuy nhiên hôm nay tôi sẽ nói với bé. Nếu bé chấp nhận được và chia sẻ nỗi khổ với tôi á, thì giữa hai chúng ta không có rào cản nào nữa. Bé hốt hoảng. Anh có nỗi khổ gì sao? Tường im lặng, cúi mặt suy tư. Bé nóng ruột giục. Trời ơi, đã nói tới vậy rồi thì thôi, cứ nói hắt mẹ ra đi. Úp úp mở mở. Chơi với tôi lâu vậy, anh không hiểu tôi hay sao mà rào đón tứ phương vậy hả? Tường mím môi một hồi, rồi nói nhanh như sợ chậm chút sẽ không nói ra được. Tôi bị lỏng tinh trùng. Ông bà ta gọi là giấy bọng. Chắc bé có nghe qua rồi. Hồi mới lớn tôi đi bác sĩ. Bác sĩ nói khả năng có con của tôi chỉ 20%. Chắc bé cũng nghe. Lúc đó tôi có con bồ. Nó biết nên nó bỏ tôi cái rẹt lấy chồng. Từ đó tôi không có nghĩ gì tới chuyện vợ con nữa. Mình có khả năng đàn ông, nhưng mình không cho người ta đứa con thì trước sau cũng bị vợ bỏ hoặc là ngoại tình kiếm con. Như vậy hôn nhân còn ý nghĩa gì nữa hả bé? Tôi đã định ở dậy tới già. Nếu xuân bật khí lên thì kiếm gái giải quyết sinh lý, không phải chịu trách nhiệm với ai. Tôi thương bế, chắc bé cũng biết. Nhưng tôi không có muốn liên lụy bế là vậy. Chứ nếu bình thường như người ta, tôi hốt bế lâu rồi. Bế bậm môi cũng không bật cười. Cha nội này, chả than mà nghe cũng không có giống người ta. Chuyện này không phải là cái cớ để từ chối cô. Đời thở nào đàn ông giái bọng mà không có con, loãng tinh hoàng gì chứ. Được, cha nội xạo, để tôi xạo thôi cha, cho cha biết mặt. Bé tạo ra khuôn mặt buồn như cách đây mấy hôm. Cô ụt mặt xuống, nói khẽ trong miệng. Anh có nỗi khổ, bộ tưởng tôi cũng có sao. Năm nay tôi 33 tuổi rồi. 14 năm trước, cha má tôi còn khỏe mạnh. Nếu tôi lấy chồng cũng không có bận tâm nhiều như bây giờ. Nhưng sao có nhiều nơi tới hỏi cưới mà tôi không chịu, anh biết không? Vì khả năng sinh đẻ của tôi cũng như anh, chỉ 20% đổ lại. Bế chờ coi phản ứng của Tường. Nếu anh không tin cô thì cô cũng sẽ không tin anh. Nhưng Tường có vẻ sững sờ. Anh kêu lên. Điều này làm sao bé biết được? Tôi bị đau bụng như bị đứt ruột, chảy máu phần dưới hoài không dứt. Chị tôi đưa đi bác sĩ siêu âm, nói tôi bị nang buồng trứng, nên mổ nội soi cắt bỏ một phần. Và bác sĩ cho biết sau này có chồng á, khả năng mang thai là rất hiếm. Hiếm nhưng mà có. Thì anh cũng vậy, anh cũng có 20% mà. Tôi chỉ sợ anh chê tôi thôi. Tường vui mừng chồm tới nắm tay bế. Vậy là bế không có chê tôi phải không? Tôi là con gái hiếm muộn, anh không chê sao tôi lại chê anh? Lỡ hai đứa mình lấy nhau không có con thì sao? Thì về già chăm sóc cho nhau. Ai chết trước người còn lại sẽ buồn lắm đó, như cha má của bế, thấy không? Nhưng má bế được cái còn có các con của mình. Nhưng biết đâu mình may mắn, mình có con thì sao? Chỉ là kỳ tích thôi. Mà trên đời mấy khi có kỳ tích bé ơi. Nhưng thôi, biết bí mật của nhau mà không che bai nhau thì tốt rồi. Chờ bác hai 100 ngày, tôi nói với cha má tôi qua. Hen, không có thay đổi à? Thống nhất rồi. Tôi gì à?
Sợ anh thôi. Sợ bế đó chứ. Sợ bế tiếc cái miệng cha nội dậu. Bế bưng ly trà, còn chút nữa muốn tạt vô mình của Tường cho bỏ cái tật đó sao. Tường đứng dậy, phủi phủi áo cười ngất. Đó đó đó, thấy không? Chưa chi mà lòi ra cái nách vũ phu. Vũ phụ. Rồi vậy, mai mốt cưới về chắc nhai đầu tôi rạo rạo quá. Bế nhìn Tường đi ra cửa, ánh mắt mấy hôm nay đã khóc quá nhiều, bây giờ lại ngập tràn niềm vui, chúm chím cười. Bà hai trong buồn lụm cụm đi ra, vỗ đầu Bế. Má nghe hết rồi. Mừng cho con. Thằng đó ở đây ai cũng mến. Chú thêm năm cũng đàng hoàng, mực thước. Nhưng nói giống với nó chi vậy ha? Bé đỏ mặt. Ai kêu anh nói giống với con trước chi? Hai năm sau, bà hai vẫn khỏe mạnh, luân phiên ở hết nhà đứa con này đến đứa con khác, nhưng bà vẫn ở mình với vợ chồng của Út Bế nhiều hơn. Từ lúc cưới Bế về, Tường và vợ quay như quay trong chóng, hết làm bên chồng, lại làm bên vợ không mướn ai. Tường rất trân quý Bế, vì đến từng tuổi này á mà khi về với anh, cô vẫn còn trinh tiết. Có điều, dù để ý cách mấy, anh cũng không thấy dấu vết mổ nội soi của Bế mà cô đã nói. Tường biết cô đã đặt chuyện năng buồn trứng để anh không thấy tự ti. Vậy là Bế bình thường, chỉ có anh mới là hiếm muộn. Biết vậy, Tường càng thương cô hơn. Cho nên ngày đêm Tường luôn mong mỏi kỳ tích xảy ra cho Bế có được một đứa con của mình. Bà Năm hài lòng con dâu này quá đỗi. Có hai cô dâu là Út Đẹt và Bế. Người nào ông bà cũng thương, tự khen mình có phước phần nên con hiền dâu thảo. Chị Đạt và Bế thuận hòa, vui vẻ với nhau. Ai cũng cực quá nên không phụ ai, nhưng đám tiệc thì gom lại chung tay cùng lo. Út Đạt hay ghẹo Tường. Chú cưới thím nó hơi muộn rồi đó nhen. Phải cưới sớm á thì giờ tay ấm tay bồng rồi. Tường xì cười. Xời, cực thấy mẹ chứ xứng ít gì mà ham chị ơi. Bậy nè, kiếm cục cho cha má cưng chứ. Nhà mình hết con nít rồi. Chứ thằng Út chị lớn rồi sao? Thì nó đi mẫu giáo rồi, bộn lớn ha. Tôi nói là còn nằm lật ngửa nãy nãy á. Tường cười ngất ngơ. Thôi thì bà nội, xui không à. Con á là của trời cho, bộ muốn là có được ha. Sao không đi? Có chồng có vợ là phải có con. Không có con nên người ta kêu là hiếm muộn. Mà hai người mạnh đùng đùng sân sẵn vậy, hiếm muộn cái nào chứ. Thôi thôi, tôi lại bà gieo vô đầu tôi á thì đừng có nói với nó. Nó buồn, tội nghiệp nghe. Mắc gì buồn, vậy phải phấn đấu lên chứ. Phấn cái đầu tôi chứ phấn. Lỡ con nó mắc kẹt ở trong mình tôi, không có chịu chung qua mình nó sao đây. Út Đạt cười ngất, đập vô vai cô Tường. Cái thằng khùng, hết nó nổi à. Vậy mà sao con Bế nó thương chú không hiểu nổi à. Tường để vợ ở ngoài vòng, chạy vô nhà làm phích nước đá chanh ra uống. Thấy chị dâu đang thì thập với má mình, nên đứng nép qua một bên nghe lén. Út Đạt nói với bà hai. Má, con nghi thì mất có bầu rồi má. Bà Năm chụp tay của Út Đạt. Phải không con? Bày thấy gì mà nói vậy? Hôm qua, thím tới nhà của con, gặp đang bữa cơm. Con nấu canh chua cá hú, nấu đầu đuôi, còn khúc giữa thì kho. Rủ tím ăn cho vui. Tím dợm qua ăn cái liền rùng mình, rồi te vô nhà tắm liền. Sao con nghi tím vô đặng ói quá má. Trên bàn còn trái xoài sống. Trời ơi, tím gọt ăn ngọt liềm liệm luôn. Cái con để ý, cái cần cổ của tím nó phập phồng. Không có bầu mới lạ lạ. Má kêu chú Út đi ra tiệm thuốc tây mua que thử thai coi. Con tin chắc là hai vạch liền á. Bà Năm dung dung hai tay, biểu lộ sự vui mừng. Nếu vậy, không lẽ thằng tôi không biết sao? Trời ơi, chú đàn ông làm sao biết?
Với lại thím nó còn so nữa. Con dòm cái bộ dạng của thím là con biết chắc phần trăm rồi. Nhớ nghe má, mấy tháng đầu cấn thai đừng có cho thím nó làm nhiều. Bà Năm chắp tay khấn nguyện: Lạy trời Phật phù hộ cho nó có bầu thiện, mẹ trò con vuông. Thằng Tường 40 tuổi có con đầu lòng ham cho coi. Có điều mà là vợ nó năm nay 36 rồi, lớn tuổi khó sanh, thời của má rặn không ra là phải hút, mà hút á thì đứa nhỏ cái đầu nó dài sọc, máu ác vọc vèo. Còn ba hồi đó bị hút à, được cái nó là con gái tóc dài che bớt, chứ như chồng con hay thằng Tường thì giấu đi đâu. Trời ơi má lo gì, khoa học hiện đại người ta mổ bắt con sanh con khỏi đau bụng luôn đó. Mồ tổ cha bay, sanh con không đau bụng á thì còn ý nghĩa gì nữa. Tường quên luôn mình định vô nhà để làm gì, bạn tức tốc đi như chạy quay lại nơi bế đứng, thấy vợ đưa tay áo lên quẹt mồ hôi trán mà thương hết sức. Lẽ nào bế có bầu thiệt sao ta? Lẽ nào kỳ tích là có thiệt? Tường chống nạnh hai tay nghiêng qua nghiêng lại ngó bế, lấy làm lạ. Bế hỏi: Gì mà dòm em dữ thần vậy? Tường điểm điểm mặt bế: Có gì giấu anh, khai mau. Hả? Giấu gì? Tại sao thấy cá thì ói mà thấy xoài lại ăn y y? Chị 2 mét anh phải không? Chị mét má chứ không có mét anh. Chết chưa? Ói đâu mà ói, chỉ kêu ăn cơm. Nhà sát bên mà ăn cơm gì láng vậy? Không ăn sao chỉ buồn nên ăn trái xoài vậy thôi. Tường thất vọng: Vậy là không có bầu hả? Ôi, Tường có kỳ tích rồi chứ. Bế tẩm tỉm cười: Anh muốn có con là sao? Hồi nào mà không muốn. Nhưng vợ chồng mình ít cơ hội quá, nên nghe thì mừng muốn chết. Bế liếc liếc anh: Vậy anh ra nhà thuốc tây mua que thử thai về cho em thử coi có không. Tường mở lớn mắt: Nói vậy là sao? Là em cũng bị trễ rồi. Tường nhảy dựng dựng: Vậy hả? Vậy em đi liền. Vô nhà thái đồ. Thôi khỏi khỏi, sát bên đây chứ đâu. Để anh đi lấy xe giặt đi liền. Em vô tắm rửa chuẩn bị đi. Lại trời, nếu như có thì... Thì sao? Thì em muốn anh thử sao cũng được. Tường te tái đi vô nhà. Bế chống cuốc nhìn theo mà cười mãn nguyện. Cô biết mình có thai hơn 2 tháng rồi chứ, nhưng chưa chắc ăn nên chưa nói ra. Không biết Tường có nói thật vụ hiếm muộn của anh hay là cái cớ, nhưng rõ ràng là cô đã nói dối. Nói dối vì muốn Tường không mặc cảm khi cưới mình. 20% thì vẫn có cơ hội để vợ mang thai. 2 năm trôi qua, Bế tưởng như mình đã thất vọng, nhưng cô không ân hận. Có con thì tốt, không cũng không sao, miễn mình được sống cạnh người mình thương và anh ấy cũng thương mình là đủ. Làm vợ Tường, cô có tới 2 gia đình ruột. Má cô cũng vì hạnh phúc của cô mà mạnh hơn. Chị em cô chỉ lo sau cái chết của cha thì má sẽ suy sụp, nhưng má chỉ suy sụp đến khi Bế có chồng rồi thôi. Biết con lấy được người nó thương và gia đình chồng thương, bà đã mãn nguyện lắm rồi. Giờ nếu má hay tin cô có thai, chắc má sẽ ráng chờ đứa cháu ngoại út này ra đời. Nhớ lại vẻ hớn hở của Tường, Bế cảm thấy phấn chấn. Thì ra anh cũng ham con như cô, nhưng không dám nói ra vì sợ cô buồn. Hy vọng là không sai sót gì để vợ chồng của cô có đứa con hữu hỷ. Vậy là cô đã toại nguyện rồi. Biết đứa con này được sinh ra sẽ mang niềm vui lớn cho gia đình hai bên. Tường về tới nhà mà không thấy vợ nên chạy ù ra vòng, nhướng mắt ra bộ giận dữ: Sao không vô nhà? Bế ngập ngừng: Vô anh la sợ không phải làm má thất vọng. Chừng nào hai dạch anh mới la có chị hai ở trỏng la trật lất chỉ cười sao? Thì giờ vô nè, gấp gì dữ vậy? Nghe nó được làm cha hàm thấy mẹ, không gấp sao được. Lỡ không phải anh buồn không? Thì buồn chứ, nhưng mà con không có sao đâu. Lẹ lẹ đi, chậm chậm mắt con cua nó kẹp vô cái kẽ ngón chân, nháy dựng lên bây giờ. Bế cười té:
Chơi gì ác. Có con hết ác. Khùng. Có con hết khùng. Bé cười ngoặt ngoẻo theo chân của Tường vào nhà. Bà Năm với Út Đạt nhìn cô lơm lơm, khiến bé thấy ngại. Trời ơi, cô nghĩ trong đầu, nếu như mình không có thai, chắc ngặt mình ghê lắm đây. Lát sau, bé từ nhà vệ sinh bước ra, hai tay giấu sau lưng, đôi mắt buồn thiểu não. Tường hiểu ý nên không có nói gì thêm, chỉ nhìn cô cảm thông. Bà Năm và Út Đạt cũng lộ vẻ thất vọng. Bỗng, bé giờ que thử thai lên cao, ngó chồng. Anh hết khùng hết ác rồi nghen. Út Đạt đứng bật dậy, cầm que thử thai hai vạch, chị reo lên. Trời ơi, Thiên Út có bầu rồi má ơi. Tường la cái á, rồi ôm lấy vợ, giơ cao xoay mấy vòng. Bà Năm biểu môi cười. Cái thằng, nó bắt chước phim. Tin bé có bầu được đồn vang trong xóm, ai gặp Tường và bà Năm cũng chúc mừng. Người mừng nhất á, vẫn là bà Hai. Bà Năm cưng dâu, sợ lớn tuổi khó sanh á, mà lao động vất vả, nên cho cô rước má về chơi với bà Hai, để bà dạy cô cách chăm sóc bầu. Thỉnh thoảng bà Năm sẽ tới chơi với Xui Gia, chừng sanh đẻ rước về chăm sóc, vì bà còn khỏe hơn má của bé. Năm tháng, bé siêu âm ra thằng nhóc. Ôi thôi, ông Năm cười tiếp mắt. Còn Tường, mặt hồi nào cũng nghinh nghinh nè. Thông được đón chào trong không khí tưng bừng vui vẻ của hai bên nội ngoại. Thằng nhóc y chang cha nó, từ đôi mắt cái mũi. Ngày đầy tháng, nhận không biết bao nhiêu là quà. Nhìn thằng nhỏ nằm cọ ngoài ở trên gián, toàn thân bị bọc cứng ngắc, mà hễ ruột tay ra là thọt vào miệng. Tường ham quá trời. Một thứ tình cảm lạ lùng chưa từng có khi anh nhìn thấy nó. Không nhịn được, anh ôm nó lên, hung trùng trục vô mặt, nói đớt đát ngọng nghịu. Ôi ôi, con của ai ở nhà cô vậy ca? Con của ai nằm ngốc nghếch ngon ngoe trong nhà cô vậy ca? Bà Năm cười rầy anh. Trời ơi, mới bậy lớn, hùng cái kiểu này à, xê gò má thằng nhỏ hết mày. Bé nhớ lâu rồi, chú Bảy Câu nói trước mặt cô và anh. Chú nói, ở đời, con người ta lớn lên thì phải có chồng có vợ, sinh con đẻ cái, duy trì hương quả. Hai đứa bay sao khác người ta vậy chứ? Giờ bay lâu nay, khiến tôi nghĩ tới hai thằng bay giống người ở ngoài hành tinh khác, tự nhiên rớt xuống chợ này, ngờ ngờ ngác ngác. Chợ thì đông, người mua kẻ bán. Người ta đi chợ, không mua món này cũng bán cái kia, chỉ ít là tham quan. Còn hai đứa bay lạc vô chợ, đi ngời ngời mà không có mục đích, mục tiêu, mục nhọt, mục ghé gì đâu. Đánh một vòng láng nhanh, rồi hết thời gian mà trở về. Giống như đường đông mà chỉ có hai người không quen biết nhau cùng đi vậy. Cả cuộc hành trình không hề muốn kết thân. Cuộc thăm viếng thế giới vô ích, không lưu lại kỷ niệm gì. Tao dí dòn vậy à, mày hiểu ý tao chưa? Chú Bảy đâu có biết rằng cô đang chờ Tường ngỏ lời. Cô cũng đâu biết Tường có nỗi khổ riêng mình nên không dám đến với cô. Tường cũng đâu biết vì thương anh, muốn sống cạnh anh mà cô đã nói dối. Lời nói dối này hôm nay khiến cho cô nhận được vừa là chồng vừa là con. Cho nên không phải đường đông chỉ có hai người. Suốt cuộc hành trình không làm quen với ai, cô và anh cũng chỉ là những con người bình thường, cũng mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình. Và hạnh phúc không ở đâu xa, chỉ cần thấu hiểu đối phương thì nó đã nằm gọn trong tay của ta rồi. Kết thúc câu chuyện thật là có hậu, Hoàng Nguyên xin được cảm ơn tác giả Lê Nguyệt với truyện ngắn Đường Đông Chỉ Có Hai Người. Đến đây khung giờ đọc truyện của kênh Đất Quê Radio xin được phép khép lại. Hoàng Nguyên rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khán thính giả bằng cách like, share và tương tác cùng video. Xin chào và hẹn gặp lại vào video sau.